Ừ, ta mới quay luôn rồi nè. Mình lưu số ấy, kể chứ. Để đặt đây. Hãy sức ấn tượng với điều này giúp tôi nhận được rất nhiều bác sĩ hỗ trợ từ các nhà báo, công viên thể thao, vượt qua cả vận động viên. Cùng cả đó chúng là sân khấu cùng giao lưu với hai nhà báo của chúng ta ngày hôm nay, một tràng pháo tay nữa bạn. Và cuốn sách này chính được đọc, trong trận đầu tiên khi được đọc cuốn sách này là một trận đầu vượt khó. Ngành giáo dục cũng phải tham gia vào cái chuyện mà đủ giờ học cho con em. Đỉnh cao của thế giới, khi người ta bước tới đỉnh cao là cuộc đời người ta thay đổi hoàn toàn. Và người ta không bận rộn tiếp tục và còn lại là rất nhiều cái thành giới được, cho nên không có chạy qua rất nhiều. Cái là, dường như là nghe câu chuyện này thì hình ảnh nó mới quay trở với bạn ngay lúc đó không? Thì lúc đó là không biết là bạn thấy... Đó là giống như là nó hụt hẫng và mình kiểu như mình đi xa mà sao nó xa nhà quá. Nguy hiểm quá. Đấy, thế là mình về bản thân thì cũng biết về cái vấn đề y học, thể thao. Lúc đấy là mình suy nghĩ là mình suy nghĩ cái gì, mình suy nghĩ gì tôi lúc mà mình cảm thấy hơi tiêu cực như vậy thì mình suy nghĩ điều gì, là mình lấy lại tinh thần mình gọi vận động viên là một cái nghề đi thì có phải đó là chân cho đến lúc khi anh đi hiện nay là đỉnh cao. Tôi nói luôn cho mọi người nói là tôi muốn chia sẻ luôn một câu hỏi như này. Người ta nói lứa tuổi từ 15 tới 17 rèn luyện bóng viên đó thì tôi khắc khe tất cả những cái gì mà có thể làm được để thì ok. Con không làm đúng gì đâu, con làm theo ý con làm sai hết. Thế tại sao thầy nói con bơi lội thì em nghĩ là em muốn nói là mình ra đương nhiên là em muốn mình bơi thật là lâu, có được thành tích cao thời gian dài hơn. Và sau khi mà em nhìn thấy là còn có tự tin hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn thì năm mới có được cái nhà liên quan đến cái thương hiệu cá nhân. Chúng ta biết trước được không ạ? Nhưng mà mời hai nhà báo chúng ta biết là biết trước luôn ạ. Và... Tôi vừa món quà tiếp theo đến từ ông Lâm Hoài Duy, chính là công ty Duy Lâm Hoài Duy. Tôi sẽ tặng ra lời sẽ tặng món quà cho huấn luyện viên Anh Tuấn, cho huấn luyện viên.
ngày hôm nay. Và đến đây buổi giao lưu với đội viên anh Tuấn và đội viên Ánh Vy của hai nhà báo Đặng Hoàng và Đinh Hiền sẽ kết thúc. Bây giờ sẽ tiếp tục ký tặng ạ. Các quý vị khách quý, quý vị khán giả, chúng ta bây giờ tiến hành một hàng luôn rồi. Cái tiếp này ạ. Thank you.